Ngày 13 tháng 6, Thánh Antôn Padua Linh Mục 1195-1231. Việc Chúa Giêsu kêu gọi từ bỏ mọi sự mà theo Ngài là điều hợp với cuộc đời Thánh Antôn. Thiên Chúa kêu gọi Ngài theo kế hoạch riêng của Thiên Chúa. Ngài đáp lại bằng lòng nhiệt thành và hoàn toàn tận hiến phục vụ Thiên Chúa. Khi còn rất trẻ, Ngài vào dòng Thánh Augustino, từ bỏ mọi sự để phục vụ Thiên Chúa. Sau đó, khi hài cốt các vị tử đạo của dòng Francisco được đưa đến một thành phố của Bồ Đào Nha, nơi Ngài đang ở, Ngài rất muốn là người được gần gũi nhất với Chúa Giêsu, hiến mạng sống vì phúc âm. Ngài vào dòng Francisco và bắt đầu giảng đạo cho người Maroc, nhưng một cơn bệnh đã ngăn bước Ngài. Ngài đến Ý và ở tại một nơi ẩn dật để chuyên cầu nguyện, đọc kinh thánh và làm những việc hèn mọn. Thánh Antôn được chọn làm linh mục. Ngài khiêm nhường và vâng lời chấp nhận trọng trách đó. Nhiều năm tìm kiếm Chúa Giêsu qua việc cầu nguyện, đọc kinh thánh và phục vụ Chúa trong sự nghèo khó, vâng lời và khiết tịnh. Ngài để Chúa Thánh Thần toàn quyền sử dụng tài năng của Ngài. Bài giảng của Ngài làm ngạc nhiên người nghe. Họ không thể biết đó là do Chúa Thánh Thần linh ứng. Được nhận biết là một học giả thần học và kinh thánh, Thánh Antôn trở thành tu sĩ đầu tiên dạy thần học cho các tu sĩ khác. Khi được gọi đi rao giảng cho những người theo tà thuyết, Ngài dùng kiến thức uyên bác của Ngài về kinh thánh và thần học để hoán cải họ.